bị rung nữa, từ từ là mình làm ấy quá nó rung nữa. Bìm lắm đấy, ngoại trưởng nhỏ xíu nè, mấy ngoài quay đi. Mày dẫn số 6. Dịch cái cây lại, dịch cái cây dưới. Ừ, số 4. Mày dép rồi nè, thấy lên ta. Mày tống nè. Trời ơi. Tính ơi. Rồi chờ hai tiền đạo kìa. Làm gì ơi. Quay phim. Quăng lên. Mẹ cho anh hồi người thôi. Không. Thiếu bung người liền mới ra. 1 phút rồi. 2 phút rồi đó. Quay vô đâu không đâu. Quay vô đó. Thắng chưa có động. Quay cái thành góc kìa. Quay nhật vô luôn. Quay nhật. Quay đi. Quay phim mình lấy ghế. Được. Lấy ghế đi con. Bây giờ mới nhận. Lấy ghế cho nó ngồi. Lấy dầm ơi. Lấy thì giờ anh quay giờ chút ra. Con của Hoàng. Con Hoàng. Mờ quá chú à. Không tối à. Thầy chỉnh đồ sáng. Ra ra ra. Quay để về nhà coi hả chú. Coi lại. Quay để mở tivi trong coi. Coi lại để điều chỉnh đội hình lại. Ném rồi. Này. Ném ghế ra ngoài ngồi. Ngồi kìa. Quanh tới ngồi vậy, sức bay vô sân ngồi. Không phải không quay cái bộ, sân ngồi à. Chính giữa sân ngồi kìa. Đó, ngay chính giữa bắt đầu. Không quay mà chỉ tay vô mày. Bắt á. Nãy mới thấy tay mày. Cái banh kìa hả? Giờ nãy em để ghế vô ngồi. Tôi đang coi mà. Thì em quay với bộ. Hay quá mọi người. Ta bắt bài rồi. Mày không ngồi. Cô tới đâu ngồi. Để tao quay cho. Tao quay cho. Muốn quay. Hỏi hỏi thầy. Đừng có vô giữa bên đây nè. Hỏi thầy á. Nó chạy vô giữa. Nãy mới đầu thầy cứ nó quay luôn. Ở
ngồi đi nha. Trời ơi, ngồi đây, tao chẳng thấy ngồi đây, tao làm. Để tao quay cho. Quay cho. Hãy không ơi, thế tao chút. Rồi lấy hơi. Xin xô vô cho tao quay chạy. Sao con quay qua đây rồi, con chẳng chú con la lên. Mày nhìn mày cầm cái cây mày quay rồi mày nhìn vẫn nhìn cái màn hình chi. Nhìn có theo. Trời có cái bàn quay hẹn hò. Quay hình, quay cái bàn á. Thì nào có người cầm cái bàn quay hẹn. Để tao quay cho. Ngoài có đá sân 7 không em? Dạ. Ngoài có thường đá sân 7 này không? Ai chưa có động hết thôi ra. Đụt má hả hỏng với người Hiếu rồi. Chút đá bành. Quay ngay thú mồm đi, quay ngay thú mồm đi. Cứu cứu cứu. Cái gì thôi. Quay Cung Thành đấy con, quay Cung Thành á. Quay Cung Thành thôi. Đây em cầm kìa. Cầm gì? Anh cầm gì? Dính dưới em. Dính hả? Dính gì nè. Cầm gì hả? Chắc vậy. Thôi buông ra luôn. Thằng đó thằng loa rồi nè tạt nhau trời ơi. Không có anh Khoảng với mình tập còn đã. Ba còn đầu cái này không lên. Không biết. Để anh Hải làm siêu phẩm chứ anh Hùng. Cái này chắc Hoài Phương vô lấy lon nhớt đầu tiên quá. Kêu. Đang bây giờ
quay không? Hả? Quay không? Ừ. Em ăn bạch chứ. Đâu mà trả tiền đâu á. Chú vô hoài chú. Đây rồi. 11 phút rồi đó. Tao. Má 11 phút rồi. Ôi trời ơi. Ngồi được đâu quay liên tục luôn. Quay. Quay theo trọng tài đó nha. Lấy cầm giùm cho. Ừ. Quay xe gọi mình đi. Nguyên đội hình luôn. Nguyên giáp làm sân bảnh luôn. Trời ơi. Hai hai. Hết mệt chưa? Hết mệt chưa? Ê bỏ giùm anh đi. Nhật mày ghê Nhật. Đứng đó tao quay chúng bị chửi. Sàn nó sàn cái bụng luôn. Chạy em ơi.
Trời ơi, trời Hải ơi, chạy cái Hải ơi. Quay gì mà coi. Quay đi, cô kìa, coi tập trung kìa. Đâu mà chị tiếp hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghe nè. Chạy tiếp đi, nói nghe nè. Nói mày nghe nè. Trời ơi, chạy về tiếp. Ba em lên. Ba. Chú Lân, chú Lân. Chú Lân. Ba chị chú Lân. Ba. Chị chú Lân nhà mày. Quay vậy? Ờ. Đủ hết tao đá ba đâu rồi, quay đâu, quay đâu hả? Vô lẹ lên trời. Bên ông học chuyện tôi không? Trời chuyện cho uổng. Tôi là chuyện ông phía trước cái sau là nó nhìn nó để ý ông rồi. Anh chừng liền á. Anh đừng nhấp. Anh nhấp đã mất bài nữa không? Bên mà không có trả nó được. Nói trong nhà đừng có bảo. Mạnh đủ quá tôi không ra hút mày luôn á. Cháu về luôn, cháu về đi. Phụ má không có động vô đâu đá, không chạy vô hai hai mới lên rơi xuống hết không nước rồi. Tu má không có động nóng mà vô xuống rồi mà. Phở. Thêm 3 phút. Mình đủ quá, gái đá vô trái lấy thêm pha. Đá vô trăng tròn dài thôi. Hai chú quay. Má nó xỉ cái móng cũng tức hơn đó. Đá còn đi chó. Đây thôi. Giờ đội bạn đó đang với đội đội bóng Lão Tứ là 0-0. Trên sân giờ chưa có tí số. Hai đội quá đá quá kịch tính. Chuyền bóng rồi. FC đậu cảnh đá phạt. Thực hiện của đá phạt là số 7 của đậu cảnh. Giờ bóng quá gần, vậy có chân nguy hiểm. Khá là nguy hiểm, không vào. Đây dân bóng là Văn Tăng. Văn Tăng chuyền cho đội trưởng, mà nhưng đội trưởng bị cướp bóng. Rồi, lọt bóng. Bóng mạnh mạnh luôn Vân. Bóng mạnh mạnh luôn Vân. Trời ơi, cứ bấm cho dư bảnh luôn đi.
Xúc không hả? Mày bình lợi chúng mình là bình lợi mày mà nói chuyện tào lao không vậy? Mình liên đi mà. Em cầu cho dư bảnh luôn á, đừng gì. Mày biết qua đây mày làm cho môn đạo cảnh phát bóng lên. Lại đưa về xuống môn. Vào rồi. Đội trưởng của đội FC Lão Tướng vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 1-0. Vào thúc, vào phút thứ 25 của trận đấu. Văn Hùng được đụng mấy cái bô ẻ. Đụng má thêm hai ông này nó không có chịu chạy đâu. Đội trưởng đạo cảnh đang dẫn bóng đi bóng rất khéo. Thủ môn của FC Lão Tướng vừa có một pha cắt bóng xuất thần. Đạo cảnh được hỏa phạt góc. Xuất thần. Nguy hiểm mà, nhưng mà không vào. Khá nguy hiểm nhưng mà không vào. Quá chống chạy. Cầu thủ số 9 của đạo cảnh vừa ghi bàn ngang bằng tỷ số 1-1. Cái đó ai? Cái đó mập đó. Thôi, Đức Hơ, đội trưởng Đức Hơ rồi. Đội trưởng em nói lên Đức mà không chịu thấy. Minh Cư vừa lấy bóng chung chân ảo cảnh bóng lên cho đội trưởng. Bóng vừa đi hết đường biên ngang, bóng bóng lên cho thủ môn thì xây cho tước. Đạo cảnh có quyền thay đổi người, số 7 ra sân, số 13 vào sân. Minh Phương đang dắt bóng. Chuyền cho Minh Tân. Trời ơi, ông số mập đó đúng. Không biết tới giờ cũng thành hả? Thấy hai tiền đạo không ơi? Sao mà vô thế không... Đội trưởng cháu hết rồi mày. Ôi cháu mất anh gì chết. Không biết chạy chân trời.
Học khoa không hiểu ý. Câu hết thôi kìa. Đâu rồi? Thấy anh này. Châu mày hết chưa? Lại là một pha bóng vào. Vô quay đi. Con bước quay nè. Hết tiền luôn hả? Đi đâu vậy? Ba. Hả? Hả? Con đi. Tên ra. Ông Hải cắt mặt vô đi cho tiền mang lên. Thôi thằng đợi tốt không. Bắn nó chậm luôn đi. Chạy luôn, chạy luôn.